Em nhắm mắt lại ngủ đi. À mà mở mắt ra là mẹ tắt đèn á, chứ mẹ buồn ngủ lắm rồi đó nha. Tới giờ ngủ rồi, em ngủ đi, mở mắt ra là mẹ tắt đèn đó. Mở mắt hí hí phải không? Em tắt đèn đó nha. Mẹ ở cạnh em nè. Mẹ ở kế bên em nè. Năm làm gì đó? Năm bác xì vậy đó hả? Năm đọc một bài thơ đi. Năm đọc bài thơ xong đi. Nhiều khi đọc xong bài thơ năm buồn ngủ, năm ngủ á. Năm đọc cho mẹ bài thơ con bướm trắng đi. Ông trả lời tôi đang hay quá. Còn bài thơ gì nữa không? Mẹ nói rồi nha, nhắm mắt lại ngủ nha. Mở mắt ra là mẹ đi tắt đèn đó.